Kính chào quý vị và các bạn. Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 3 đã mạnh lên. Đến chiều ngày hôm nay thì cường độ của bão đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 ở khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão sẽ giữ nguyên cường độ và đi vào vùng biển phía tây nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông. Và sau đó bão sẽ yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Trong quá trình di chuyển thì bão tiếp tục gây ra thời tiết xấu ở trên biển. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới đó là phía bắc của vĩ tuyến 17,5 độ bắc và từ kinh tuyến 110 đến kinh tuyến 118,5 độ kinh đông. Từ trưa mai, phía bắc của vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió cũng mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Ở trên đất liền do tương tác với hoàn lưu bão thì nên gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, gây mưa nhiều nơi cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo là ngày mai thì khu vực miền Đông, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì mưa có thể đến sớm ngay từ buổi sáng. Sau đó đến trưa chiều thì mưa mở rộng ra hầu khắp khu vực Nam Bộ và lên cả Tây Nguyên. Cảnh báo gia tăng số điểm mưa vừa mưa to, đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Với Trung Bộ thì ít chịu tác động của hình thế gây mưa, thế nên là mưa ở đây sẽ ít hơn, chỉ xảy ra vào chiều tối. Còn từ sáng đến trưa mai thì trời vẫn có nắng, nhiệt độ ở các thành phố phổ biến là từ 32 đến 34 độ. Riêng thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu suy yếu của cơn bão số 3, thế nên là từ chiều mai thì khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển mưa trên diện rộng, cảnh báo có nơi mưa vừa mưa to, thậm chí là mưa rất to, lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200 mm, có những nơi là trên 250 mm. Mưa lớn trong hơn một ngày, bà con ở vùng núi cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.